quý con cứu vật. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tính tương cận, tập tương diễn. Đầu năm Dân Quốc có một vị tiên sinh họ Lưu. Ông thường dạy trẻ nhỏ đọc sách trong chùa. Chuồng chuồng bị dướng vào màng nhện rồi, phải cứu nó xuống thôi. Chuồng chuồng à, sau này ngươi phải cẩn thận một chút nữa nha. Hai đứa các con đừng nghịch ngợm nữa. Các sư phụ trong chùa đang cử hành kinh sám pháp sự. Các con đừng nói chuyện lớn tiếng quấy nhiễu đến các ngài. Thưa thầy, cái gì gọi là kinh sám pháp sự vậy? Kinh sám pháp sự là để cứu giúp loài ngạ quỷ ở cõi âm, siêu độ cho ngạ quỷ để chúng không còn bị đau khổ nữa. Chúng con hiểu rồi, cảm ơn thầy nhiều. Chúng con sẽ nói nhỏ lại. Được rồi, các con ngoan lắm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ban ngày Lưu tiên sinh ở đây dạy học, đến tối ông cũng ở lại trong chùa. Một buổi tối nọ, ông đang đọc sách ở trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng bên ngoài cửa sổ có cái gì đó sột soạt. Âm thanh gì vậy kìa? Hình như là từ bên ngoài phòng vọt vào. Lưu tiên sinh liền đến bên song cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hả? Trong một khoảng trống trước bức tường có hai bóng người thấp thoáng lờ mờ. Ôi, có trộm à? Lưu tiên sinh, xin ông đừng lo lắng. Chúng tôi không phải trộm đâu, chỉ là chúng tôi có việc đặc biệt đến cầu xin ông. Đặc biệt đến cầu xin tôi sao? Các anh là ai vậy? Cầu xin tôi để làm cái gì? Chúng tôi là ngạ quỷ. Hả? Các anh nói cái gì? Các anh là ngạ quỷ sao? Chúng tôi là loài ngạ quỷ đói, không phải là ác quỷ hùng ác đâu. Vậy các anh đến đây cầu xin tôi làm điều gì vậy? Nói ra thật hổ thẹn. Bởi vì khi chúng tôi còn sống đã tạo các ác nghiệp, nên sau khi chết rồi bị đọa vào đường ngạ quỷ. Mỗi khi chúng tôi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ trong nhà bếp bay ra thì vô cùng đói khát, như là bị lửa thiêu đốt vậy. Chúng tôi biết ông là người có tâm từ bi, cho nên chúng tôi mới đến cầu xin ông bố thí cho chúng tôi một ít cơm thừa canh cặn, để chúng tôi đỡ được cơn đói khát. Trong chùa thường cử hành kinh sám pháp sự, sao các anh không thỉnh cầu các hòa thượng trong chùa siêu độ cho? Loài quỷ nếu có thể độ được thì cũng phải nhờ đời trước đã trồng thiện nhân. Còn như hai chúng tôi, đời trước bận lo toan, luôn cúi trong chốn quan trường, nên khó được siêu thoát. Dương tiên sinh, ngài thật là người đức cao vọng trọng. Đúng như vậy, Dương tiên sinh, chúng tôi có chút lễ vật này, xin ngài nhất định nhận cho. Sau này còn phải nhờ Dương tiên sinh chiếu cố đề bạc cho hai chúng tôi nhiều. Hay, làm sao tôi có thể nhận lễ vật của các anh được chứ? Dương tiên sinh, đây chỉ là một chút tâm ý của chúng tôi, mong ngài nhất định nhận cho. Sau này chúng tôi còn phải phiền đến ngài nữa mà. Hay, tôi không giúp được gì cho các anh đâu. Hiện nay ngay cả thân tôi còn khó bảo toàn nữa mà. Hả? Dương tiên sinh, lời nói này là có ý gì hả? Hey, các người du cá tôi nhận hối lộ làm trái pháp luật. Kết quả ông chủ của tôi tin vào những lời nói này, liền cách chức tôi. Nếu không phải tôi tuổi đã cao, thì có lẽ đã bị bắt đưa vào nhà giam rồi. Ừ, nếu mà như vậy, sao không chịu nói sớm, làm mất thời gian của chúng tôi. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Hả? Lúc chúng tôi gặp việc đắc ý, nhưng lại chưa từng làm được việc tốt nào để tạo phúc cho nhân dân. Khi còn sống, chúng tôi cũng chẳng hề tính được chút thiện nhân nào. May là lúc đoạt những của cải bất nghĩa, chúng tôi cũng không quá tham lam keo kiệt. Khi bạn bè thân hữu gặp cảnh cơ hàm cua quả, chúng tôi cũng giúp đỡ được phần nào. Lưu tiên sinh, ông có thể đồng ý lời thỉnh cầu của chúng tôi được không? Được rồi, tôi đồng ý với các anh. Nhưng hai người các anh cũng nên làm thêm nhiều việc tốt trong khả năng của chính mình. Nói không chừng sẽ cảm động đến trời xanh, miễn xá tội nghiệp của các anh. Cảm ơn lời nhắc nhở của Lưu tiên sinh. Chúng tôi sẽ làm theo những gì ông nói. Sau khi Lưu tiên sinh đáp ứng lời thỉnh cầu của họ, hai ngạ quỷ vô cùng cảm kích, cất tiếng kêu thống thiết rồi rời đi. Chỗ cơm thừa canh cặn này lẽ nào bị hai ngạ quỷ đó ăn rồi sao? Kể từ đó hai ngạ quỷ này liền tùy vào khả năng của mình mà làm những việc tốt để cầu mong tự cứu. Khoan đã, đừng làm kinh động đến lũ chim trên cây. Được rồi, tôi biết rồi. Những người này họ muốn làm cái gì vậy? Ây da, bọn họ định bắn chết những con chim trong rừng này. Không được,
Chúng ta phải cứu những con chim đáng thương kia. Hả? Ai gây ra tiếng động vậy? Làm lũ chim hoảng sợ, đều bay đi hết rồi. Kỳ lạ thật. Hôm nay sao mình không bắt được con cá nào vậy? Hôm nay hai chúng ta lại cứu được rất nhiều cá rồi. Chớp mắt đã hơn một năm trôi qua. Một buổi tối nọ, Lưu tiên sinh bên ngoài thường có người đang gọi ông. Lưu tiên sinh ơi, Lưu tiên sinh, ông có ở đó không vậy? Hả? Các anh là những ngạ quỷ đã đến xin tôi bố thí thức ăn đó phải không? Đúng rồi, Lưu tiên sinh, nhờ có ông Trường Kỳ giúp đỡ nên hôm nay chúng tôi đặc biệt đến tìm ông để cáo biệt. Hả? Cáo biệt à? Các anh muốn đi đâu vậy? Chúng tôi nghe theo lời dạy của ông, tận lực làm rất nhiều việc tốt. Không ngờ chính nhờ tâm niệm thiện này đã làm cảm động đến thần minh, miễn xá tội nghiệp của hai chúng tôi. Hôm nay cuối cùng chúng tôi đã thoát được kiếp ngạ quỷ, phải đi chuyển kiếp đầu thai rồi. Lưu tiên sinh, cảm ơn ông thật nhiều. Những ngạ quỷ chịu khổ trong ác đạo còn có thể dùng sức lực nhỏ nhoi của mình mà cứu vớt loài động vật, thì con người đối với việc thiện phóng sanh hộ sanh càng phải cần nỗ lực làm nhiều hơn nữa mới được. Nam mô A Di Đà Phật.